Thưa sư cho con hỏi, công việc của con hiện tại một ngày chỉ làm 15-20 phút là xong. Do hiện tại công ty đang ít việc, còn những lúc rảnh rỗi con thường xem phim, nghe nhạc hoặc nghe pháp. Do không có người quản lý ở đó nên con thường hay đi làm muộn hoặc về sớm, hoặc thi thoảng nghỉ một buổi ở nhà. Như vậy con có phạm giới trợ cấp hay không? Một cái người mà làm công, một người làm công một cách đúng đắn theo chánh pháp thì người đó phải như thế này: đi thì phải đi sớm hơn chủ, về thì phải về trễ hơn chủ, không có nói xấu chủ, rồi hoàn thành tốt các cái công việc của mình. Đấy. Và khi mà nhận được cái gì đó của chủ thì cũng nhận với tấm lòng biết ơn. Một cái vấn đề mà sư cần nói ở đây đó là chúng ta cần phải biết là cái công việc chúng ta cần làm nó có xứng đáng với cái đồng lương chúng ta nhận được hay không. Đấy. Nếu mà chúng ta cảm thấy không xứng đáng thì chúng ta không nên nhận nhiều đến như vậy. Đó là cái lời chia sẻ thực. Còn khi mà chúng ta đã nhận công việc thì chúng ta phải xem coi là cái tính chất công việc của chúng ta đó là xét theo hết giờ hay là hết việc. Họ trả mình đó, họ trả theo giờ hay họ trả theo việc. Nếu như mà họ thuê mình là thuê theo việc á, thuê theo cái lượng công việc, thì chỉ cần chúng ta hoàn thành cái công việc thì thời gian rỗi còn lại đó là của chúng ta. Còn nếu như mà họ thuê chúng ta mà thuê theo cái thời gian thì cái thời gian đó là thời gian của họ. Thì lấy ví dụ như một số công việc như là bảo vệ thì chỉ có hết giờ chứ không có hết việc. Rồi một số công việc thì chỉ có hết việc chứ không có hết giờ. Thành ra chúng ta cần phải xét tùy cái tình huống trường hợp cụ thể. Nhưng mà nó cần phải trên một cái cơ sở, đó là chúng ta có bỏ cái công sức ra xứng đáng với cái sự hưởng thụ hưởng mà mình nhận được hay không. Tôi lấy ví dụ như giả sử như bây giờ cái công việc của mình nó rảnh rỗi mà chủ vẫn không có cắt bớt tiền lương của mình, thì sau này đấy, khi mà công việc nó nhiều hơn thì mình cũng không có nên buông cái lời mà oán thán. Bởi vì khi mà mình rảnh thì chủ nó vẫn họ vẫn thông cảm cho mình, thì không có lý do gì khi mà người chủ họ ngặt nghèo, người chủ họ gặp những khó khăn ở trong cái công việc làm ăn thì mình lại bắt đầu mình so sánh với chủ. Thì đó là cái người mà biết tri ân. Còn cái việc mà cái giới trộm cắp á, thì như sư nói là chúng ta phải xác định là cái công việc của chúng ta là tính theo giờ hay là tính theo việc.